Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unitool. Tiếp nối cái chuyên mục cờ lê lực, cần siết lực thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cây cờ lê lực có hệ inch đó là 3/4 inch, đấy là đối với cái đầu vuông. Và cái cây này là của hãng Torito. Torito là một cái hãng thương hiệu và xuất xứ của nó tại Taiwan. Đây chính là cây hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Thì có một vài những cái thông số nó in được ở trên vỏ hộp chúng ta cần quan tâm, như đó là Torito Ware này. Đây là cái thương hiệu logo của hãng. Đây hệ inch, tức là cái cây cờ lê lực có đầu vuông mà xài với cả tuýp ấy, 3/4, 150 đến 800 newton, nó là giải lực, 129 đến 572 foot pound, đó là cái giải lực hệ foot pound mà quy đổi ra. Rồi đấy là một vài những cái thông số cơ bản được ghi trên cái thân của cây cái vỏ của cây cờ lê. Và đây thì nó được đựng trong cái hộp nhựa chống sốc, tiện lợi mang đi di chuyển đi thi công. Bên ngoài thì có một cái khóa này, với những cái dòng cờ lê lực to này thì để bảo quản tránh việc mất mát thì nhà sản xuất có cung cấp cho chúng ta một cái khóa ngoài, cái khóa thì để bên trong, còn cái lỗ khóa thì ở đây. Đó, đây là ba cái lẫy này thì dùng để mở cái cây cờ lê lực này ra. Ok, cơ bản là như thế. Đây là tay sách, chi tiết thì tôi sẽ mở luôn ra cho các bạn coi cái cây cờ lê lực này như thế nào. Đây chính là tổng quan nguyên hộp của cái cây cờ lê lực Tony Tokwe, sẽ được từ 150 đến 800 Newton, nên máy quay có thể quay từ đầu. Đây, như các bạn có thể thấy đây, ở đây của tôi là có New, đây là cái bảng chuyển đổi hệ Newton cũng như là foot pound này. Đấy, cái này để tiện lợi khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta tiện có công thức đây để tính ra những cái giải lực mà nếu như nó không chuẩn so với những cái giải lực mà in trên cái thân của cây cờ lê này. Rồi, đi cung cấp kèm theo với ở cây cờ lê lực thì đây, như nó quậy tôi có nói bên ngoài đấy, thì nó có kèm theo cái móc, cái khóa này. Cái khóa này dùng để móc vào đây, cái khóa cái bộ cờ lê lực này để bảo quản sau khi mà chúng ta sử dụng xong. Tiếp đến ở đây là có cái, như tôi nhìn thấy đây là đang có cái giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, đây là hướng dẫn sử dụng, 5 bước hướng dẫn sử dụng cơ bản của với bất kỳ cái cây cờ lê lực nào thuộc dòng Industry. Đó, đây là một vài những chú ý an toàn. Đây là bảng công thức chuyển đổi giữa các hệ với nhau. Đó, đây bên cạnh đó thì đây kèm theo một cái giấy chứng nhận hiệu chuẩn của hãng, model của nó là TN61 và số series này là tôi nói thêm một chút nhé, model thì có rất tất cả những cái cây 3/4 và cùng với giải lực này thì đều có model là TN61. Tuy nhiên là cái giải lực, cái số series này thì chỉ có một mình cây này có thôi. Đó, đây là giải lực này, năm sản xuất là đầu năm 2021, đầu năm 2021. Tiêu chuẩn cây này đã được sản xuất và được test đáp ứng tiêu chuẩn DINISO 6789. Đấy, ok, đây là một vài những cái chi tiết cơ bản của cây cờ lê này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái linh hồn của cái bộ cờ lê lực này. Đó chính là cái cây cờ lê lực. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là cái cây cờ lê lực 3/4 inch của Torito, có model là TN61. Chiều dài tổng thể của nó như ở đây, tôi sẽ có thể áng qua đo. Nó rơi vào khoảng là đây. Chiều dài tổng thể là khoảng 1m2. Đây, như tôi đo ở đây nó rơi khoảng xấp xỉ 1m2. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Bắt đầu từ cái phần đầu cờ lê lực đi. Đầu cờ lê lực của Tony Tokwe thì được làm thiết kế nguyên khối. Cái phần kết nối đầu với đầu tuýp này thì được cải tiến với cái nút nhấn nhả kết nối với cả đầu tuýp này, tuýp đầu khẩu đấy. Thì ở đây, như ở đây là tôi có vài cái đầu khẩu đen, size của nó là đầu vuông 3/4. Với sử dụng cái cờ lê lực này, chúng ta có thể sử dụng đầu khẩu trắng cũng được nhé. Nhưng tuy nhiên đây tôi không có sẵn đầu khẩu trắng nên tôi dùng đầu khẩu đen. Đây, khi kết nối thì chú ý để cái đầu bi này nó trùng với cả cái đầu bi nằm ở trên đầu tuýp này. Kết nối như vậy thì nó mới có thể giữ chặt khi mà các bạn siết được. Đấy. Đây, gạt lẫy đảo chiều này. Đó, gạt lẫy đảo chiều. Ok, cây này thì có hệ răng của nó là 24 răng, tức là cái số cái bánh răng đánh cốc nằm trong này. Đó, rồi
nhấn nút này là để nhả cái đầu tiếp ra. Đây là cái phần phe cài chốt nối giữa đầu cờ lê với cả là thân cờ lê. Cái này thì chúng ta không thể mở được mà phải có công cụ đặc biệt của nhà sản xuất mở được. Tiếp đến nó là cái phần thân cờ lê. Thân cờ lê thì được làm dạng ống tròn. Thân cờ lê được làm dạng ống tròn. Họ làm được bằng làm hợp kim thép chrome vanadium. Bề mặt thì được là CM. Đó, trên thân thì gồm in tên hãng này, model này, giải lực hệ Newton và giải lực footpound. Ok. Rồi, nó chỉ có một vài thông số cơ bản như thế thôi. Tiếp đến cái phần này. Ở đây thì đó là một trong những phần quan trọng nhất của bất kỳ cây cờ lê lực nào. Đó là cái giải lực Newton. Ở cái mặt lưng này thì đó là giải lực Newton trên mét này. Phần này thì đây là giải lực footpound. Lực Newton trên mét đây của cái cây này của nó là 150 cho tới 800 N. Đây cái mũi tên này để chỉ ở đây với mục đích nhằm rất hướng dẫn người dùng, đó là cái cây cờ lê lực này chỉ vặn theo cái chiều này, tức là chiều siết ốc ấy. Và cờ lê lực thì chúng ta không nên dùng để mở ốc mà chỉ dùng để siết ốc thôi. Nếu mà mở ốc thì nó sẽ dẫn tới cái việc giảm bớt cái thời gian khấu hao của cái cây cờ lê này, tức là nó nhanh bị hỏng ấy. Ở đây đó là cái phần thang lực. Độ chia của cây này nó là 5 Newton trên mét, tức là mỗi cái vòng xoay này thì chúng ta đang tăng hoặc giảm 5 Newton trên mét. Xoay theo chiều kim đồng hồ là tăng, ngược chiều kim đồng hồ đó là giảm. Này, ví dụ như ở đây tôi đang điều chỉnh lên 250 New này. Đó. Đây, 250 New điều chỉnh xong thì thả cái lẫy khóa này ra để cố định lực. Đó. Rồi. Ok, đây là giảm. Giảm xuống còn 200 New. Ok, một cái chú ý mà trong những video cờ lê lực nào tôi cũng nói là sau khi chúng ta sử dụng cờ lê lực xong thì chúng ta phải điều chỉnh cái thang đo của nó về cái giải lực min. Giải lực min của cây cờ lê lực này là 150 N. Đây, tôi đã điều chỉnh về đây. Làm như vậy để tránh cái sự giãn cái sự mỏ của lò xo. Khi mà chúng ta vặn điều chỉnh này thì lò xo bên trong nó sẽ bị co để có thể điều chỉnh cái cây này lên với cái lực mà mong muốn. Để như vậy trong thời gian dài dẫn tới cái việc dão cái lò xo. Và cuối cùng đó là cái phần tay cầm của cây cờ lê lực. Cái tay cầm này thì được làm phay thành những cái khía nhỏ ấy, với mục đích là tăng cái ma sát với tay người dùng. Khi mà cầm cây cờ lê lực này để siết, chúng ta chú ý một cái chú ý đó là phải cầm đúng cái phần này, chứ không thể cầm ở đây cũng là sai. Cầm lắp một cái thanh cầu công núi dài thì cầm vào để tạo lực thì cũng là sai. Ok, còn cái phần gì không nhỉ? Thế thì cái cây cờ lê lực này hiện tại là trên Unitool nó đang sẵn rất là nhiều. Và hiện tại nó đang có chương trình khuyến mãi. Với cái cây cờ lê lực này, mua cờ lê lực sẽ được tặng cái đầu tuyếp đầu khẩu đấy. Nhưng mà tặng đầu trắng thôi chứ không phải cái đầu đen này nhá. Đầu đen này rất đắt, tôi mình chỉ bán thôi. Ok, thì thông tin chi tiết thì mời các bạn liên hệ số hotline và comment dưới video. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.